lại buổi công chiếu của bộ phim Tây Du Ký phần 2. Và thực sự cảm giác bây giờ đang rất là hồi hộp và nôn nóng để được vô rạp xem bộ phim này. Sang hy vọng là phần 2 này sẽ có nhiều những cái bất ngờ hơn, những cái tình tiết nào đó mới mẻ hơn, và sẽ có những cái nhân vật nào đó đặc biệt xuất hiện, những nhân vật mới. Thì hy vọng là các bạn sẽ cùng tới rạp Galaxy để xem phim Tây Du Ký phần 2 chung với Sam nhé. Đến với bộ phim Tây Du Ký phần 2 lần này thì Trung cảm thấy rất là háo hức. Sau thành công của phần đầu tiên thì chắc chắn đây sẽ là một sự chờ đợi của quý vị khán giả. Trung tin là trong mùa xuân năm nay, Tây Du Ký sẽ là một siêu phẩm mà tất cả người người nhà nhà mọi lứa tuổi đều đến và để thưởng thức. Phần 2 nó ý nghĩa hơn, nó gây được tiếng cười và gây được cái sự xúc động ở người xem hơn về phần nội dung. Mong là quý khán giả hãy đến và ủng hộ cho bộ phim Tây Du Ký phần 2. Chỉ sợ mà xem người ta mà hỏi mà. Lại bộ. Chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Nhân dịp năm mới thì Mai Thế Hiệp xin được chúc quý khán thính giả một năm mới thật là nhiều hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và có thật là nhiều sức khỏe, cũng như là tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và con chúc cho các quý vị khán giả an khang thịnh vượng và sự như ý và hạnh phúc. Chúc quý vị khán giả sẽ có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, luôn vui vẻ, hạt náo và trang đầy niềm vui như là Tây Du Ký, như Tôn Ngộ Không vậy đó. Nhân dịp năm mới thì Sam xin kính chúc cho tất cả các bạn khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và thật nhiều may mắn nha. À, đặc biệt nữa là phải có thật nhiều tình yêu nữa.